Rồi, dân nhà nông thân mến, chào tất cả quý anh chị cô chú gần xa nha. Thì hôm nay thì anh Hà đã bán chiếc Ford 6610 này để cho một anh khách ở Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu nha cả nhà. Thì giờ tình cờ thì em cũng ra thôi, thì em cũng quay lại một cái video để làm kỷ niệm ha, để cho anh Hà nhìn chiếc xe lần cuối. Khi nào nhớ xe anh Hà vô cái kênh YouTube của em, anh Hà coi. Đúng rồi nè. Chừng nào nhớ xe này vô kênh YouTube coi nha, nhìn lần cuối rồi. Giờ tháo để lại cái dàn cài nè cả nhà. Kế này thêm không? Đồng Nai ông đi lên sớm chưa ta? Đang làm dưới Bình Hưng á. À, chung chiếc này anh Hà bán cũng rất là tiếc nha cả nhà, nhưng mà có cái là được giá thì cứ bán thôi. Nói chung là mình cũng xài rồi ưng thì mà mình bán cho khách. Nói chung con này thì máy cả nhà thấy nó nổ từ tiếng luôn nha, con này rất là biết. Máy nổ thi thầm luôn nha cả nhà. 660. À. Chào các anh tí. Chào cả nhà. Mua gì em làm ruộng. Đây là ông anh từ Đồng Nai nha. Mua cày. Máy quá ấm cả nhà. Xe cũ cũ nè. Máy rất là cái hơi rất là ngon. Đúng. Xe rất là đẹp nha. Kiểu mà xe đã qua sử dụng thôi. Không, chứ còn sao mà nó xe bãi rồi, sao mình so với xe bãi được. Mình đẹp là đẹp với so với xe đã qua sử dụng là nó cực kỳ đẹp con này. Rồi là anh khách này chạy luôn nha cả nhà. À, đây anh Hà đang đếm tiền nha cả nhà. Hôm nay anh Hà làm ăn trúng mánh. Bên ông chủ mua máy thì cũng cầm một cọc luôn. Còn ông kia là cũng không biết cái gì mà cũng một bóp luôn, không biết tiền hay gì trong đó nữa.